nào. Ủa thôi. Để trên thật nhiều quá. Ngoài chương trình kêu lỗ tô rất vui, thêm cải lương múa lửa xiết cung phu, rồi tàu hè bao vui thả ga, muộn phiền bay xa chỉ còn nụ cười thiệt tươi là còn hai. Ladies and gentlemen, welcome to Love the Show! Alo? Mấy đứa ơi, lẹ lên, tao nói nha. Ngày hôm nay tại đây sân khấu này, chính giữa sân khấu này là của team Lucky Quim. Trời đất ơi, đứa nào mới nói cái gì nghe không có lọt lỗ tai chút nào á. Xin lỗi mày nha, tao nói cho mày biết nha, ở đây ngay chính giữa sân khấu mày em ơi, team Dạ Thảo. Trời dạ đất ơi, chắc ở đây team Diệp Thanh Thanh người ta chết. Tụi em nhắm làm lại team Diệp Thanh Thanh không? Trời ơi, xin lỗi chị ha, không có cái cửa để anh Dạ Thảo ai để em nói gì đi. Tôi xin kể ra đây, ở lô tô từng thời có bà chủ ráng người là chế bảy lộ chứ còn ai. Với các thành viên trong đoàn cứ mỗi mùa rộn ràng đến đây. Sài Gòn đồng thời năm nào cũng thế, bên sân nhân ai cùng nhau qua sáng khắp muôn nơi. Anh em chúng tôi dùng hòa cùng mọi người sống vui đời vui, mong sao thế gian yên bình cùng hết lòng với muôn lời ca. Là con ba phi ba, ba mi con ba rồi cờ ra con mấy. Tôi thì chú thượng chúng ta ủng hộ lô tô, ủng hộ thành viên trong nhà để anh chị sống qua. Ngoài chương trình thì lô tô rất vui, thêm kỹ năng hát ca nhảy ra kéo to, rồi chung lòng tạo nên tiếng ca. Muộn phiền bay xa chỉ còn nụ cười thiệt tươi là còn hai. Con mấy con mấy gì ra? Mỗi con người mang nỗi niềm đến đây, từng thí sinh quá thân cũng theo chủ đề. Hạnh phúc nhân gian khi em được ước mơ, lời hát tiếng ca như chút bao tâm sự. Nghe kêu cờ lô tô mang tâm hồn ta bay xa, là con 53. Con mấy gì ra? Cô gì yêu mến đoàn em đây, nhớ xem lịch diễn của đoàn trên fanpage. Diễn khi mỗi tuần để mọi người được tham gia, cứ mỗi một tuần mọi chú đời thật lung lên. Là còn 19 còn mọi người ơi, xin mời đến ngay tân thời cùng nghe hát nhạc với các bạn thí sinh mùa này. Rồi từng điểm liên ca liên múa cũng chiều mong biểu diễn đêm thi sao cho tiết mục thiệt hay. Gớt thay vô vòng bây giờ chẳng còn ý nghĩa, đến đây chung lòng chỉ mong hát nhạc thật hay. Là con 47 là con mấy, con mấy gì ra? Ai ơi có đến nơi đây, với cuộc thi này người ơi sẽ biết. Miệt tớ em miệt lô tô, dù có ở đội nào cũng sẽ khó như nhau. Xin cảm ơn mọi người luôn ủng hộ cho đội.